Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi sẽ review giới thiệu cho quý anh chị và các bạn ba chiếc xe 7 chỗ dòng SUV của bên em đang nằm một chỗ đây. Đây là chiếc đầu tiên là chiếc xe Blazer sản xuất năm 2018 bản LTZ. Đấy, Chevrolet Blazer. Đấy, bản LTZ bản full. Và chiếc xe này màu bạc nhé quý anh chị ơi. Toàn bộ xe là sản xuất 2018, số tự động hai cầu máy dầu. Chiếc xe này thì đang chào bán với cái giá là 730 triệu màu bạc cho em Chevrolet 2018 nhá. Và bên cạnh em Chevrolet là em Isuzu Mux sản xuất năm 2017, số tự động một cầu máy dầu màu đen. Đấy, Isuzu Mux nhá. Isuzu Mux tự động một cầu máy dầu màu đen. Xe này đang chào bán với giá là 690 triệu. Vâng, 690 triệu. Và bên cạnh là em Hyundai Santa Fe 2021 full xăng. Chiếc xe này thì là bản full xăng, chiếc xe Santa Fe. Đấy. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 220 triệu. Vâng, 1 tỷ 220 triệu cho em Hyundai Santa Fe. Đấy, em sẽ review cho bên anh chị em xem các cái dòng xe 7 chỗ bên em đang chào bán. Đây là toàn bộ cái chiếc xe mà dòng SUV UV mà bên em Lợi đang chào bán nhé. Đấy. Và Isuzu Mux thì bên em còn một chiếc màu trắng đang cho đi đánh bóng ở tại xuống để được vệ sinh. Và đây toàn bộ cái phần đuôi xe của ba chiếc xe 7 chỗ đây. Đấy, 7 chỗ thì bên em đang còn rất nhiều xe để phục vụ quý anh chị nhá. Dịp Tết này, anh chị em nào mà thích những cái dòng xe gầm cao mái thoáng này, đấy, xe SUV này, thì bên em Lợi cũng còn xe để phục vụ quý anh chị đây. Isuzu Mux thì hai xe, một số sàn, một số tự động. Đấy, Chevrolet tự động hai cầu và Santa Fe. Đấy, Santa Fe máy xăng full xăng, bản full xăng 2021 màu mận chín khá là đẹp. Và hai chiếc Ford Everest. Đấy. Đây là hai chiếc Ford Everest nhá. Đây, chiếc Everest 2014 đây. Bản máy dầu số sàn 7 chỗ SUV UV để phục vụ quý chị này. Đấy, còn rất nhiều xe 7 chỗ để phục vụ quý khách hàng. Toàn bộ xe thì khá là đẹp. Và tất cả xe thì bên em Lợi bán thì cam kết bảo hành cho quý anh chị là bên em Lợi khẳng định một câu là không làm xe tai nạn, không làm xe ngập nước. Và toàn bộ xe thì kiểm tra chất lượng đầu vào, chất lượng xe là phải tốt nhất. Và toàn bộ xe là nói không với tai nạn ngập nước. Đấy. Đây, toàn bộ là chiếc Everest 2014 biển 30A 24338, xe sản xuất năm 2014, số sàn máy dầu 7 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì bên em Lợi đang chào bán với giá là 480 triệu quý anh chị nhá. Đấy, 480 triệu cho em Ford Everest 2014 và Ford Everest 2007 màu phấn hồng đây ạ. 2007 màu phấn hồng thì bên em Lợi cũng đang chào bán với giá là 265 triệu cho em 7 chỗ SUV. Đấy, Ford Everest 2007. Đấy, 2007 màu phấn hồng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Toàn bộ xe thì bên em Lợi bán cam kết bảo hành và chất lượng cho quý anh chị nhé. Toàn bộ lốp còn rất là dày này, xe la răng đúc, xe màu vẫn phấn hồng Ford Everest 7 chỗ. Đấy, rất là mới và đẹp. Thành giá nóc này, lốp sơ cua, toàn bộ kính đèn và sắt xi máy thì bên em Lợi kiểm tra, chất xe khá là đẹp. Đấy, đây là chiếc thứ 5 về xe SUV 7 chỗ rồi. Và một cái chiếc này là em sẽ giới thiệu cho quý anh chị, một cái chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2019 bản số tự động máy dầu hai cầu bản full đây. Đấy, bản full của Toyota Fortuner 2019, chiếc này đang chào bán với giá là 1 tỷ 230 triệu. Vâng, 1 tỷ 230 triệu cho em Toyota Fortuner. Đấy, Toyota Fortuner sản xuất 2019 bản full tự động hai cầu máy dầu màu bạc.
xe khá là đẹp. Bên em Lợi đã rút hồ sơ rồi. Toàn bộ xe thì lốp còn zin một dàn theo xe. Từ các cái đèn pha của chiếc xe nó rất là đẹp này. Đấy, đèn LED ban ngày, đèn bi xi lông. Tất cả xe thì 7 chỗ thì em Lợi sẽ giới thiệu cho anh chị. Hiện tại là bên em có 8 xe. Đấy, 2 Múc, 2 con Ford Everest, 1 Trailblazer và 1 em Toyota Fortuner. Đấy, toàn bộ xe thì cam kết mang đến chất lượng. Đấy, từ các cái đèn này, đến cái gương này, các cái móc khóa đều rất là đẹp. Bậc lên xuống của chiếc xe là nguyên 100%, lốp nguyên một dàn theo xe. Đấy, với cái chiếc Toyota 7 chỗ Fortuner. Để cho quý anh chị nào mà có nhu cầu mua những chiếc SUV UV, đấy, thì bên em Lợi đang còn 8 xe để phục vụ quý anh chị nhé. Toàn bộ xe rất là đẹp. Máy dầu này và hãng Hyundai, Toyota, Isuzu, đấy, đều đầy đủ hết để phục vụ quý anh chị. Từ phân khúc xe đến từ 300 triệu đến hơn 1 tỷ. Đấy, anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe, bán xe, trao đổi xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.